Xin chào tất cả các em, sau đây thì cô tiếp tục hướng dẫn các em giải bài tập số 10 sách giáo khoa trang 11. Chứng minh chúng ta có hai cái đẳng thức cần phải chứng minh. Thì với phương pháp chứng minh đẳng thức thì các bạn có phương pháp rất đơn giản, đó là chúng ta sẽ chứng minh cho vế trái bằng vế phải hoặc vế phải bằng vế trái. Đấy là cách mà hay sử dụng và dễ làm nhất. Thế thì với bài tập này thì chúng ta nhớ đến đó là chúng ta có thể sử dụng hàm đẳng thức ở đây, đó là hàm đẳng thức số 2. A trừ B tất cả bình thì bằng A bình trừ 2AB cộng B bình. Vậy chúng ta thử biến đổi theo cách đó để chúng ta làm với câu A xem như thế nào nhé. Cô sẽ hướng dẫn các bạn lần lượt từng câu A và B. Chúng ta có lời giải chi tiết như sau. Lời giải chi tiết. Với câu A thì chúng ta có vế trái sẽ bằng căn 3 trừ 1 tất cả bình. Đây được coi như là hàng đẳng thức số 2 đúng không ạ? Vậy nó sẽ bằng là gì các bạn nhỉ? Bằng A bình trừ đi 2AB, tức là căn 3 tất cả bình trừ đi 2 nhân căn 3 nhân 1 cộng với B bình, tức là cộng với 1 bình. Vậy nó sẽ bằng gì ạ? Ở đây chúng ta nhớ đến đó là căn A tất cả bình thì chính là bằng A đúng không ạ? Với số A là một số không âm. Thế thì các bạn có căn 3 bình thì sẽ bằng 3 trừ đi 2 căn 3 cộng với 1. Vậy nó sẽ bằng là 4 trừ đi 2 căn 3. Nó chính là bằng vế phải. Đúng không ạ? Vậy căn 3 trừ 1 tất cả bình thì bằng 4 trừ 2 căn 3. Điều phải chứng minh đúng không ạ? Với ý B. Ý B thì sao các bạn nhỉ? Với ý B thì chúng ta vẫn sử dụng hàm đẳng thức số 2 để chúng ta làm. Và các bạn lưu ý đến việc định lý so sánh căn bậc hai số học. Đó là gì ạ? Với hai số A, B không âm thì A mà nhỏ hơn B tương đương với việc căn bậc hai số học của A nhỏ hơn căn bậc hai số học của B. Vậy đây ta có vế trái bằng căn bậc 2 của 4 trừ 2 căn 3 trừ đi căn 3. Vậy cô sẽ biến đổi như sau. Nó chính là bằng căn bậc 2 của 4 thì cô tách thành 3 cộng 1 đúng không ạ? Trừ đi 2 căn 3 trừ đi căn 3. Thế thì lúc này trong cái dấu căn này cô sẽ tách thành 3 trừ đi 2 căn 3 cộng với 1 trừ đi căn 3. Thì các bạn có nhìn thấy đây chính là hàm đẳng thức là gì ạ? Căn bậc 2 của căn 3 trừ 1 tất cả bình phương trừ đi căn 3 đúng không ạ? Thế thì theo đúng định nghĩa chỗ này căn bậc 2 của A bình phương cô sẽ để thành trị tuyệt đối của căn 3 trừ 1 trừ đi căn 3. Tức là muốn phá dấu trị tuyệt đối này thì chúng ta lại có là gì ạ? Căn 3 tất cả bình phương thì bằng 3 và 1 bình phương thì chính là bằng 1 đúng không ạ? Mà 3 thì lớn hơn 1. Đúng không các bạn? Mà 3 thì lớn hơn 1. Nên điều này sẽ tương đương với căn bậc 2 số học của 3 sẽ lớn hơn căn bậc 2 số học của 1. Và nó chính là tương đương với căn 3 thì lớn hơn 1. Vậy điều này đồng nghĩa với việc là căn 3 mà trừ đi 1 thì lớn hơn 0. Vậy cô có thể phá được cái trị tuyệt đối này rồi đúng không ạ? Do đó trị tuyệt đối của căn 3 trừ 1 trừ đi căn 3 nó sẽ bằng căn 3 trừ 1 này. Trị tuyệt đối của căn 3 trừ 1 chính là bằng căn 3 trừ 1 trừ tiếp đi căn 3. Vậy nó bằng trừ 1 đúng không ạ? Vậy các bạn thấy nó bằng trừ 1 tức là nó bằng với vế phải của điều chúng ta đang phải chứng minh rồi đúng không ạ? Kết luận là gì ạ? Vậy căn bậc 2 của 4 trừ 2 căn 3 trừ đi căn 3 bằng trừ 1. Điều phải chứng minh. Vậy cô và các bạn đã giải xong bài tập số 10 trong sách giáo khoa trang 11.